Hey, chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong các tí hội Excel thực tế Và hôm nay thì tiếp nối cái bài về VBA và Adin ở trong Excel Tôi sẽ ứng dụng các kiến thức về VBA và Adin để hướng dẫn cho bạn một bài toán Làm thế nào để chúng ta có thể chuyển được cái số thành chữ Và áp dụng rất nhiều cho các bạn làm kế toán và nhân sự Áp dụng để chuyển số tiền bằng số như thế này và chuyển thành số tiền bằng chữ đây đúng không ạ 2 tỷ 109 triệu 671 nghìn đồng chẵn đúng chưa và cái code VBA thì tôi đã paste cho bạn ở cái sheet đọc số này và chúng ta sẽ cùng mở ra copy và thực hành cùng tôi được chưa ạ ở cái hàm của chúng ta đọc số ở đây thì tôi có truyền vào hai tham số tham số đầu tiên là tham số là số chúng ta cần chuyển là chuyển số ở đây tham số thứ hai là loại tiền Tại sao lại tham số loại tiền ạ? Thì tôi sẽ nói kỹ hơn ở phần này khi chúng ta đã hoàn thành xong cái việc tạo ra Adin và nạp vào cái file Excel của chúng ta được chưa ạ? Thì chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành thực hiện cái việc tạo ra Adin, cái hàm chuyển số tiền bằng số thành bằng chữ được chưa ạ? Thế để tạo ra Adin này thì tôi sẽ làm các bước tương tự như cái video trước tôi đã hướng dẫn cho bạn Tạo ra một cái file là file đọc số được chưa ạ? Sau đó thì ta nhấn on F11 để mở ra cái trình VBA tiếp theo thì chọn Insert Module và paste cái à, VBA code VBA của chúng ta vào đúng chưa? Bạn chú ý nhé, vì cái VBA code VBA của chúng ta ở đây rất là dài nên chúng ta có phải có thủ thuật một chút thì mới copy được. À, bạn nhìn tôi nhá, tôi sẽ kích vào cái hộp công thức ở trên này, nhấn Ctrl Shift End đó, sau đó thì nhấn Copy và paste vào code VBA của chúng ta ở đây. À bạn chú ý là phải bỏ cái chế độ edit này đi bằng cách nhấn ESC. Đó, thoát ra khỏi chế độ edit và paste vào thế này. Sau đó thì chúng ta sẽ vào file close and return đúng chưa Tiếp theo thì chúng ta sẽ à, lưu cái của chúng ta về dạng addin, save as, browse và chọn là Excel addin hoặc là Excel 2007, 2003 addin đúng chưa ạ? Chọn X này và lưu vào cái folder như tôi đã nói với bạn lần trước đó là nên lưu vào folder cùng với cái file của chúng ta được chưa ạ thì tôi sẽ copy cái link đó bên vào đây đó thì chúng ta sẽ có cùng vào cái folder của chúng ta rồi nhấn save được chưa ạ ok và tắt đi đơn save cũng được được chưa ạ đó như vậy thì chúng ta đã có cái đọc số XLA nó chính là cái microsoft excel add-in rồi được chưa ạ thì việc tiếp theo của chúng ta sẽ là À, nạp cái file đi nó vào nhưng mà trước hết thì tôi nên tắt cái file excel này chúng ta đi đúng không ạ bởi vì nếu như chúng ta cần cho s ở đây thì nó vẫn sẽ hiện ra cái câu thông báo này và nếu chúng ta ấn ok thì cũng không sao khi chúng ta tắt đi và mở lại thì nó sẽ như bình thường bởi vì vừa rồi thì bạn có lưu lại một đoạn mã vba ở trong cái file đọc số bạn có nhớ không ạ thì nó sẽ vẫn cảnh báo bây giờ chúng ta mở lại rồi cần cho s thì nó sẽ không cảnh báo chúng ta nữa bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nạp cái file in vừa rồi vào option add in excel add in go và chọn browse sau đó thì chọn đến cái folder này của chúng ta đúng không ạ? Bạn nhìn nhá. Kích vào link copy này. Paste vào đây. Đó thì chúng ta đã đến được cái folder này rồi và chỉ vào đọc số đó. Như vậy thì add in đọc số chúng ta đã được load vào rồi. Tích vào là sẽ lốt và bỏ tích thì sẽ là không lốt nữa. Thì chúng ta sẽ tích vào và nhấn ok. Như vậy thì add in đọc số của chúng ta đã được lút vào rồi và bây giờ thì tôi thử xem hàm đọc số của ta có làm việc không đọc số tham số đầu tiên sẽ là số tiền phải tham số thứ hai là một đoạn chuỗi trả về số loại tiền đúng ạ ở đây chúng ta sẽ là đồng chẵn từ Việt Nam mà enter thì chúng ta đã có 2 tỷ 109 triệu 671 nghìn đồng chẵn rồi được chưa giả sử như ở đây nó lại là một số bình thường thôi chúng ta không muốn truyền vào số tiền thì chúng ta chỉ việc là truyền vào là số tiền và ở phần loại tiền thì chúng ta sẽ để dấu trắng như thế này và nhấn enter thì nó sẽ ra là 2 tỷ 109 triệu 671 nghìn và nó không có đồng chặn ở đây hoặc giả sử như đây là tiền đô la đúng chưa thì nó sẽ là số tiền và đây là US đô la được chưa ạ? thì nó sẽ trả về là 2 tỷ 100 671 và 1.000 và US dollar rất là tùy chỉnh cho bạn trong việc bạn muốn sử dụng số tiền đúng chưa? ạ. Thì đó chính là à, tôi hướng dẫn cho bạn một cái công cụ để chuyển số thành chữ ở trong Excel và ứng dụng VBA và Add-in ở trong Excel ở các bài trước đúng không ạ. Thì chúc các bạn thành công với cái ví dụ này và áp dụng được cách thức chuyển số tiền từ chữ, từ số thành chữ đúng không ạ. Rất là hữu ích cho các bạn trong công việc đó ạ. À, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào.